Em xin chào quý vị anh chị nha. Em đang bón ngoài đường nha. Hôm nay em bón cái đầy Khánh Hòa anh chị. Đó, Khánh Hòa này em bón em ít số thôi, được 70 tạ mà em bón cũng gần hết mất rồi. Đó, em đưa luôn cho anh chị xem nè. 17 này Khánh Hòa này, ngày 22 tháng 3 này. Thứ tư nè. Đó, 17 nè. 72 nè. 63 nè. 81 nè. 81 nè. 90 nè. 35 nè. 59 nè. Ở còn ở đây Đà Nẵng nha quý vị. Đà Nẵng nè. 23. À sửa giùm con. À sửa về đó. Sang cái đại có sửa không? Rồi để chờ xíu đây. Tao coi thử. Xe đạn được quá. Đây nó bình thường mà con dạng được thì đây coi. À tao từ khoan từ. Rồi từ. Rồi để bình thường nó nằm. Rồi. Rồi được rồi. Rồi được rồi đó. Rồi. Hơn thì nhỏ cho siêu nhớ thôi. Để nhỏ cho siêu nhớ vô. Trời, mở nhớ cho. Đó lên, rồi nhớ vô. Rồi sang. Rồi bây giờ test cái độ mở đi. Test cái độ mở rồi nhấn mạnh vô, tay mạnh vô. Rồi sang rồi đó. Rồi làm giùm thôi chứ đâu. Xong chưa cô? Dạ em xô. Đó đây Khánh Hòa. À Khánh Hòa. À mua vô số mua đây biết đâu trúng số. Đó Khánh Hòa ngày 22 tháng 3 nha quý vị. À bây giờ cái đây Quảng Trị nè. Quảng Trị đây em bón cho ngày 23 tháng 3 2023 nha anh chị. Ngày thứ năm nha. 406 nè. 424 nè. Đấy mà tét đấy đi rồi đẩy mạnh nó vô tét hết bình thường đi. Rồi nó làm cho nó bung cái đó bình thường đi cho chế độ là bình thường. Bấm vô. Hả? À, tôm 70 nè. Tôm 57 nè. À, nó dính. Nó số nó mạng dính lắm. À, Đài Quang Nôm nha quý vị. Đài Quang Nôm này 63 nè, Quang Nôm này. À, Đài Quang Nôm này 63, Quang Nôm. Quả ấy Quang Bình chứ. Này Quang Bình. À, Quang Bình nha quý vị. À, Quang Bình này. Thứ năm ngày 23 tháng 3 này. Đây Quang Bình luôn. Quang Bình luôn nha anh chị. À, đây Quang Bình nè. 55. 7 tóm Quang Bình luôn. 96 Quang Bình luôn. Rồi dưới này Quang Trị. 21. Rồi hôm nay nét đẹp. 12. 23. 14, 30, 11, 94, 79, 60. Đó, cái này là ngày 23 tháng 3 nha anh chị. Em bón cho thứ năm nha. Bữa nay là thứ tư. Đó, nhưng mà em bón cho thứ năm luôn. Còn cái nãy bên kia là Khánh Hòa. Nãy em đưa cho anh chị đó là bón ngày hôm nay. Đó, ngày thứ tư. 56, 41, 85, 76, 53. Ồ để ngựa cái đai lợi nè. 63 nè. 63 để ngựa cái đai lợi giùm này sao nè. Nè cái đai nó dài không tâm thái nè. Không hơ nè, ba hơ nè. 39 nè. Hơ 10 nè. 48 nè. 93 nè. À. Ta nó sửa cái. Ừ. Rồi. À đi đâu về đó cô? À 13 nè. 4 hơ hơ nè. 69 nè. 3 tóm nè. 04 nè. 03 nè. Đây quấn chạy nha quý vị. 36 nè, 6 tóm nè, 9 tóm nè. Cậu để đó cái má vào cho cô. Để vô cái đây cái máy vào cho đi. Để vô đây cái máy vào cho. Cô chạy xíu nghe. Thở
09 nha anh con. Rồi. Rồi để dạy cho coi cho 09 cho. Bác Ân 09 phải không? Đó, hồi nãy mới vào cho bác rồi đó. Vào rồi bây giờ. Đó, hôm qua bác mua số gì mà 06 mà. 06 để rồi 06 là lai ta mai có 09 hôm nay. Mua 09. À. Ba hơi đây nè. Đâu? Ba hơi đây. Hôm qua bác mua số gì mà nãy bác nói con vào. Ba hơi. Ba hơi. Ba hơi. 63, 63 ba hơi. Hả? 59 nè. À, 50. 64. 09 nè. 31, 40, 95, 96, 4 hừa, tôm hừa, 54, nó mơ cô giàu, 18, chạm 1.000 mà trúng cũng được mà, chạm 1.000 mà trúng cũng được không xu, hôm qua bác mua số gì, hôm qua bác mua số gì mà bác cho, bác nãy cho giờ cho bác, à. À, vào điện thoại của bác là cái đài đắt lét. Đúng rồi, bác thường hay mua vé số âm. Bác thường hay mua vé số âm. Bác thường hay mua âm. Đâu lao mới mua phải không? Đâu lao mới mua đúng không? Đâu mua biết cho. À lâu lâu mua biết đâu trúng số. Mấy người lớn tuổi mua dễ trúng lắm nghe. Nè anh chị, đây cái hòn ID băng 4512052 có mấy con bác nha. À, đây cái lô số điện thoại cái bọn nha anh chị. Có gì quý vị anh chị mình mua thì mình cái bọn điện thoại Zalo cái bọn nha em nha anh chị. Đó, em đoan bón ngoài đường nha anh chị. Năm qua. Đó, hôm nay ngày mai em bón thứ năm tới 400 tờ. Mà hôm nay em bón có 70 tờ thôi nha anh chị. Em đưa lại cái này cho anh chị mình xem này. Đó, Khánh Hòa 17 72 63 81 08 90 35 59 21 số đẹp này. Nam qua bấu sao đẹp sao rồi rồi cảm ơn quý vị anh chị nha. À, theo dõi cái video bán vé số của em, chúc quý vị anh chị may mắn phát lộc phát tài nha anh chị. Cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều nha.